cùng thành tâm và tán dương danh Chúa Ba Ngôi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Một lần nữa hân hoan kính chào quý bà và anh chị em và tất cả mọi người chúng ta trở về nhà Cha chiều tối hôm nay, và trong niềm vui của ngày lễ kính Chúa Giêsu Kitô chịu phép rửa, cộng đoàn chúng ta chào đón thứ nhất cha bên tay trái của con là cha Gioan Nguyễn Vũ Việt và thuộc giáo xứ giáo phận Peter Cross tại tiểu bang Florida, và chúng ta chào đón cha và chào con thầy. Và cha sẽ chia sẻ với chúng ta bài giảng chiều tối hôm nay nữa. Và bên phải gần thầy Sáu là cha Giuse Nguyễn Thanh Trùng Dương, và cũng thuộc tại tiểu bang Florida và tại giáo phận Venice. Và cái vui và cái ngộ là chúng con là người xuất thân từ giáo xứ Hòa Hưng và chỉ có biết nhau qua email thôi, và ngày vừa qua chúng con đến thành phố San Diego để dự buổi tĩnh tâm cùng với quý cha, thì chúng con gặp nhau lại. Giờ đây chúng ta chào đón cha Dương, chào con tay. Và cũng trong chiều tối hôm nay cùng với anh nhạc sĩ Thanh Lâm và chị Phượng Hoàng kỷ niệm đúng 15 năm ngày thành hôn, chúc mừng anh Thanh Lâm và chị Phượng Hoàng. Và sau cùng, cùng với những ý nguyện mà chúng ta nguyện xin Chúa chiều tối hôm nay, thì chúng ta cũng cầu nguyện đặc biệt cho tân cô dâu của chú rể, người thuộc cộng đoàn của chúng ta vừa cưới vào tuần trước, đó là chị Diana và anh Kevin. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng thành tâm sám hối và ăn năn. Khi Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Giô-đan và Thánh Thần ngự xuống trên người, Chúa đã long trọng tuyên bố người là con chi ai. Xin cho chúng con là đoàn nghĩa tư được tái sinh bởi nước và Thánh Thần, hằng bền vững thi hành ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, người là Thiên Chúa và là Con Chúa, người hằng sống và hiền tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Kinh sách tiên tri Isaiah, đây là lời
Chúa phán: Này là tôi tớ ta, mà ta nâng đỡ, là người ta chọn, ta hài lòng về người, ta ban thần trí ta trên người. Người sẽ xét xử tri ân, người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai, không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bể cái cây lầu bị dập, không nhập tắt tim đèn không khói. Người trung thành đem lại lễ công bình, người sẽ không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đạt công lý trên địa cầu. Vì trong đạo mong đổi lề lợi người, ta là Chúa, ta đã gọi con trong không lý, đã cầm lấy tay con, đã gìn giữ con, ta đã con thành nha ước cứu dân và nên ánh sáng Chúa truy dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù nhớ người bị xin xích, đưa ra khỏi ngục nhớ người người trong tối tăm. Đó là lời Chúa. Chiết xác tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô mở miệng nói rằng: Quả thật, tôi nghe biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ người và thực hành sự công chính đều được người đón nhận. Thiên Chúa đã sai lời người đến cùng con cái Israel loan tin bình an nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài. Như anh em biết, điều đã xảy ra trong thành cõi Judah,
phái rao từ Galilea sau khi Gioan đã rao giảng phép rửa. Ấy là Chúa Giêsu thành Nazareth, Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong cho người. Người đi qua mọi nơi ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám. Bởi vì Thiên Chúa ở với người. Đó là lời Chúa.